ấy, những người thầy vẫn cần mẫn lặng thầm trở nên chuyến đò học sinh tới bến bờ tri thức. Yêu nghề, mến trẻ là sứ mệnh, là khát vọng, là động lực phấn đấu của những người kỹ sư tâm hồn. Tôi tự hào nghề giáo tôi yêu. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những